tu 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 tu. Ơ, hả? Trông cậu ấy quen thế nhở? Mình đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải? À ha, mình sẽ nhờ 500 anh em giúp đỡ. Đúng rồi, đây là một ý hay. Alo, 500 anh em ơi, giúp nhanh trí phát hiện ra đây là ai với. Nhiều mảnh ghép quá, đoán già rồi lại đoán non ý. Đây chính xác là Masha, cô bạn nhỏ xinh xắn dễ thương. Ai mà bảo không biết bạn này thì quê lắm nha. Người ta là nhân vật phim hoạt hình nổi như cồn Masha and the Bear đấy. Masha ngoài cái xinh đẹp ra lại còn rất chi là năng động thái quá, hay các bậc phụ huynh gọi là phá làng phá xóm, báo hết nhà này đến nhà khác ý. Dạ ôi, đúng kiểu cô te hột me quá sức, xong thành ra rắc rối ập đến. Chả được cái gì, được mỗi cái giống mình ngày xưa hồi tuổi thơ chầu tre cũng y chang vậy. Cầm bát thì bát vỡ, cầm thìa thì thìa méo. Buồn cười quá. Thế nhưng các cậu ơi, trong bộ phim hoạt hình vui nhộn, tạo tiếng cười hố hố há há như thế lại chỉ là bề nổi thôi. Bởi sau đây dần dần là những thông tin khá là choáng váng. Ồ, thật là choáng. Dù xem phim hoạt hình 10 năm cũng chưa chắc đã biết rõ đâu. Và mở đầu cho một series thông tin choáng đó là câu hỏi ai là bạn thân của Masha, gấu Bia, nhím Sonic hay heo Peppa nhỉ? Quá dễ luôn, đứng sau cô bé Masha là bạn gấu Bia, bự hiền lành tốt bụng, lại còn rất chi là ga lăng luôn. Các cụ thường nói là chọn bạn mà chơi, ấy thế mà ở đây trái ngược tạo nên điểm nhấn. Một đứa thì bá đạo trên cả hạt gạo, một đứa thì to béo nhưng lại tốt tính và hiền lành. Và cái điều mình nghĩ đã sai rồi, trong cuộc sống cũng vậy. Nếu bạn và bạn thân cùng hoàn hảo quá, sẽ gây ra ganh đua, tị nạnh, khó thân lâu dài được. Thế nên ít nhất một trong hai, có người có điểm yếu hơn, có người giỏi hơn và biết nghĩ cho nhau thì mới bù trừ để cả hai cùng thân thiết lâu dài được chứ. Nào, để kiểm chứng nhanh trí nói đúng hay chưa đúng thì anh em cho nhanh trí hỏi thật, có phải nhóm bạn của bạn có một đứa hiền khô và một đứa ngổ ngáo không? Comment xem nhóm bạn nào bá đạo nhất nhé. Còn điều ngay sau đây sẽ khiến anh em sốc tuột dốc là thực sự đây. Câu chuyện ẩn đằng sau bộ phim hoạt hình nổi tiếng Masha and the Bear có một giả thuyết cho rằng câu chuyện về Masha and the Bear là có thật ở ngoài đời. Nhưng ở ngoài đời này, Masha bị chú gấu ăn thịt và ra đi mãi mãi. Ôi là trời, liệu đây có phải sự thật không anh em nhỉ? Cô bạn nhỏ Masha ngoài đời giờ ra sao rồi? Đã qua đời hay đang sống hạnh phúc hay siêu nổi tiếng? Các bạn ơi, Masha ngoài đời bạn ấy đã qua đời rồi. Mặc dù bạn ấy sinh vào ngày tháng năm nào không ai biết, nhưng vào ngày 13 tháng 4 năm 2003, bạn ấy lên cơn đau tim và đã ra đi mãi mãi. Còn lại có tin đồn nói Masha bị gấu ăn thịt thật cũng là một giả thuyết đáng nghi. Chuyện kể rằng Masha đòi bố mẹ đi xem xiếc, khi xem xong cô bé nghịch ngợm đi lạc vào chuồng gấu của rạp xiếc, thế là bị gấu tấn công. Sau vụ việc đó, bố mẹ cô trầm cảm đau buồn nên tác giả Oleg Gujokov đã tạo ra bộ phim hoạt hình này để tưởng nhớ cô bạn Masha ấy. Ồ, nếu đây là sự thật thì đau buồn quá, vì một lần vòi vĩnh ba mẹ và sự bất cẩn ham chơi của bản thân mà thiệt hại quá lớn phải không các bạn? Bạn tin vào giả thuyết Masha ngoài đời đau tim hay Masha bị ăn thịt thật nhỉ? Chưa hết bất ngờ này, lại đến bất ngờ khác. Nên tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một bạn gấu hot hit không kém, làm chao đảo thế giới ảo mà không ai là không biết nhé. Nào, chúng mình cùng lắng nghe xem đây là giọng của bạn gấu nào nào. And now I shall return to... Oh, hello balloon. We have a very important thing to do today. Ái chà chà, nghe quen quen mà đứng hình mất 3 giây mới đoán ra là gấu Poo đó các cậu ơi. And now I shall return to... Oh, hello balloon. Có bạn nào ở đây là fan của bạn này không? Bạn gấu vàng bụng phệ này còn có tên là Winnie the Pooh. Bạn Pooh được sinh ra dưới ngòi bút của nhà văn Alan Alexander Milne, sinh năm 1926. Mình đố các bạn biết tới nay Pooh được bao nhiêu tuổi rồi? Chưa hết. Bạn gấu này là con trai hay con gái thì lại càng ít bạn biết cô. 3, 2, 1. Ai nói là con trai đây? Dài bé bèn bèn rồi. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Thực chất Winnie the Pooh lại mang giới tính nữ cơ. Và cô nàng đến từ đất nước Canada xinh đẹp nhé. Oh my god. Wow. Đúng là một cú lừa. Xem hoạt hình cả 10 năm rồi mà bị vẻ bề ngoài đi kèm với giọng nói đấy làm nhầm tưởng ư? Thế này không được rồi, phải phục thù ngay ở câu hỏi tiếp theo mới được. Tiết mục chơi trốn tìm cùng gấu Pooh bắt đầu. Nhanh tay nhanh mắt nào anh em ơi. Thank you.
đây, oh yeah, ở đây. Wow, sự phối hợp giữa mắt và não của 500 anh em quả là siêu đỉnh. Nhanh trí phải mất 9 giây mới thấy, thế mà có bạn bảo 2 giây đã nhìn ra. Đúng là đỉnh thật đấy. Nhưng mà nhá, các cậu chỉ đỉnh ở đoạn đấy thôi. Còn sau đây các cậu biết tin gì chưa? Gấu Pu hiền lành tốt tính là thế mà bị cấm xem đấy. Chả hiểu kiểu gì luôn. Ở đất nước nào mà gấu Pu bị cấm nhở? Hà Lan, Ba Lan hay Trung Quốc? Cậu là một chú gấu không mặc quần nên cậu đã bị cấm. Một sân chơi ở thị trấn nhỏ Tushin, Ba Lan đã ban lệnh cấm Pu vì lý do như trên các bạn ạ. Các ủy viên hội đồng địa phương tại đây cho rằng gấu Pu không thích hợp với trẻ em vì không mặc đầy đủ quần áo và có giới tính không rõ ràng, giống như chúng mình lầm tưởng bên trên, ai cũng tưởng nam, hóa ra là nữ ấy. Vậy là bị cấm thôi. Ui, chứng tỏ ở Ba Lan chính quyền kỹ tính ghê ha. Cơ mà đùa thôi, họ có luật nhân quyền bảo vệ trẻ em nghiêm ngặt lắm đó các bạn. Còn bây giờ, Nhanh Trí sẽ mở một cuộc thi chạy marathon cho các quý vị và các bạn lé cả mắt luôn. Mấy đứa xếp hàng, chuẩn bị lên hình em ơi. Phần thưởng là một hũ mật ong thơm ngon thượng hạng. Ai nhanh chân nhanh tay giúp vậy nào? Gấu Pu, gấu Bia hay Teddy? Trời ơi, chạy đi, tăng 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 tăng. Vượt qua hai đối thủ nặng ký, cuối cùng gấu Pu của chúng ta đã giành giải nhất rồi anh em ơi. Ho ho, xuống nhá, được nguyên hũ mật ong món khoái khẩu rồi còn gì. Sau đây là một điều bất ngờ, hôm nay mình đã phát hiện một hộp bí ẩn này. Úm, ba la xì bùa. Ai đây các bạn ơi, ai mà nhìn ghê thế. Hello, I am Pu. Jumia, là gấu Pu, nhưng sao nó khác quá vậy? Gấu Pu, phiên bản creepy ư? Nhìn cái mặt kìa, sợ quá. Giờ đây không dễ thương, không cute nữa, mà chỉ có thù hận, tàn bạo. Blood and Honey, bộ phim xoay quanh về ba nhân vật chính là gấu vàng Pu, lợn Piglet và chú lửa mang tên I.O. Giờ đây, khi bị chủ nhân con người là Christopher Robin rời bỏ để đi học đại học, thế là câu chuyện ghê rợn bắt đầu từ đây. Chúng đã bắt đầu biết thù hận vì những gì mà vị chủ nhân đã đối xử với nó. Môi trường sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn cạn kiệt, nên Pu và Piglet dần trở nên tàn bạo hơn để có thể tìm được thức ăn. Thậm chí, bọn chúng đã hoang dại đến mức xử luôn người bạn lừa, I.O. của mình. Phạm vi đi săn của chúng ngày càng rộng, thậm chí chúng còn định biến con người thành mồi nhắm của chúng luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Hãy trả lại ngay tuổi thơ của chúng tôi, Pu của ngày xưa đi. Và đây cũng chỉ là một câu chuyện creepy pasta ở trên mạng thôi, nhưng chỉ tin chắc rằng đây không phải là câu chuyện thật đâu các bạn nhé. Còn tiếp theo là một câu hỏi khá là dễ cho fan cứng lâu năm nhưng khó cho fan mới bắt đầu. Con nào bất tử, gấu trúc, gấu bắc cực hay bọ gấu nước nhỉ? Cái này Nhanh Trí từng hỏi rồi, Nhanh Trí thử tài trí nhớ của các bạn thôi. Đó là con bọ gấu nước, nó bất tử đó. Không tin đúng không? Nó bé tí bé tèo thì thôi mà không tầm thường một tí nào. Chúng có thể sống sót qua các thiên tai lớn nhất của nhân loại, từ cái vụ thiên thạch rơi vào trái đất khủng long tèo hết, thế mà nó vẫn sống nhân răng. Đến cả bom nguyên tử tăng tăng như thế mà nó vẫn chả si nhê gì. Thậm chí nó có thể sống ở nơi lạnh nhất và nóng nhất trái đất. Wow, quá là đỉnh đúng không? Xứng đáng một tràng pháo like cho con gấu nước không nhỉ? Hey, chị Nhanh Trí hỏi câu gì nhiều muối hơn chút được không? Chứ hỏi toàn câu nhảnh nhẽo thế này thì biết trả lời như nào? Ok, có ngay câu mặn mòi đây. Đâu là con gấu hồi bé? Có bạn nào đoán ra được không nhỉ? Là đây, gương mặt một bé gấu trúc sơ sinh mới oe oe cất tiếng khóc chào đời đây. Wow, lạ thật đấy, đẻ ra bé xíu 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 à. Gấu trúc sơ sinh có trọng lượng khoảng 80-200g và chiều dài khoảng 15cm, tức là chỉ bé vừa bằng một chiếc bút chì. What? Mà mấy em gấu trúc này khi lớn lên trông to như vậy nhưng lại thuộc top những động vật có IQ thấp nhất đấy các cậu ạ. Ngay cả khi làm mẹ rồi mà con hắt xì một cái cũng giật hết cả mình. Ôi mất. Anh em thích gấu hồi nhỏ hay gấu trúc lớn? Comment ngay đi ngại ngần chi nhỏ. Nào anh em ơi, còn bây giờ hãy thả một tràng pháo like giòn giã để cùng nhau chào đón ba gương mặt vàng trong làng game thủ này nào. Anh em muốn biết ai thông minh nhất không? Đừng bỏ qua câu hỏi này nhé. Bạn đoán xem ai đi đến đích trước nhỉ? Tên tên, hey,
lại thời gian rồi. Và đáp án của bạn là gì? Nếu để ý kỹ, anh em sẽ thấy gấu trắng rất chi là tinh và rất chi là số đỏ luôn. Chọn đúng đường rồi đây này, chúc mừng nha. Tiếp theo sẽ là sự thật thú vị mà 99,9% anh em ngồi ở đây không biết. Nếu như nhắc đến nước Úc, chúng ta thường nghĩ đến kangaroo như một biểu tượng, thì bên cạnh đó còn có một loài vật siêu đáng yêu, siêu ngộ nghĩnh với đầy sự thú vị, đó là con gấu. Nhưng con gấu nào là biểu tượng của nước Úc mới được đây? Gấu koala hay Việt sắp ra là gấu túi, trông thì cũng dễ thương cute ra phết đấy. Thế nhưng mà gấu koala lại thuộc top động vật có vú đần nhất thế giới, với tỷ lệ bộ não chỉ khoảng 2% trọng lượng cơ thể thôi. Không chỉ như thế, chúng còn được mệnh danh là loài động vật lười biếng nhất thế giới với 22 giờ ngủ một ngày. Trời ơi, một ngày có 24 tiếng thôi mà. Chưa dừng lại ở đó đâu, chúng còn lười cả việc sinh sản nữa. Chúng còn không bao giờ cần uống nước do các đặc tính sinh hoạt tổ tiên để lại. What the hell? Không biết koala ơi, bạn là sinh vật trái đất hay sinh vật ngoài hành tinh đến vậy? Ảo Malazada quá đi. Thế không biết em gấu túi koala với em lười thì ai lười hơn nhỏ? Các bạn thử comment xuống dưới cho Nhanh Trí biết với nhá. Cuối cùng sẽ là một câu hỏi siêu khó cực khó mà không phải ai cũng biết đâu. Con gấu nào lớn lên hung dữ nhất? Bắt đầu thử thách trí tưởng tượng nào. Chính xác là gấu Bắc Cực cuồng nộ. Ô, nhìn dễ thương như cô nương thế này, hay là mình sai ta? Lật xem lại mới được. Oh no, cẩn thận giật mình nhé. Giờ các bạn đã biết thế nào là lễ độ chưa? Gấu Bắc Cực có một sự thật đáng sợ sau vẻ ngoài trắng muốt đó, bởi vì chúng là một loài động vật chuyên ăn thịt, nói không với trái cây hay sâu bọ, mà bữa của chúng toàn thịt là thịt thôi. Gấu Bắc Cực có thể đánh hơi được một con hải cẩu cách xa nó tận 32 km, và kể cả là bé hải cẩu có đang trốn dưới lớp băng dày đi chăng nữa. Thế nên nếu mà bạn bất cẩn gặp được gấu Bắc Cực thì coi như toang, vì khả năng cao nó đánh hơi trước khi nhìn thấy bạn từ lâu lâu rồi.